Lớp xin mến chào của chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên này cho phép bốn anh em mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Thì bữa nay thì anh em mình sẽ quay trở lại nhà của chị ở An Hành Nhì, thuộc huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Thì theo lời yêu cầu của Mạnh Thường Quân thì anh em mình xuống đó xác minh. Giờ thì anh sẽ chèn một cái đoạn phim mà hồi lúc Tết anh em mình có đi làm thiện nguyện cả nhà, rồi có ghé nhà chị đó. Thì cho cô chú anh chị mình xem hơn về hoàn cảnh của chị nha. Con cái đi học gì không? Dạ đi học. Đi học hả? Ô quá trời cả nhà rồi. Trời ơi cái ổ mối quá trời cả chú. Ổ mối lắm. Lâu. Lâu không? Cái ghế này nè. Anh cũng như thế này nha em. Hôm nay thì trước đó thì đến thăm gia đình, sau đó thì anh cũng có vận động tiếng nhóm Cù Lao đi đâu. Rồi nhà Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh cho chú Long Tài. Như vậy thì hôm nay thì nhóm Cù Lao Vlog thì cũng làm cái cầu nối vận động Mạnh Thường Quân ủng hộ ở Hà Lan, ủng hộ cho em một phần quà gồm gạo và bánh kẹo là trị giá 300.000. Em trao đi. Dạ. Em cầm trao đi. Rồi còn đây là chú Long Tài ha. Chú Long Tài này ở thành phố Hồ Chí Minh là hỗ trợ thêm cho em 200.000 nữa, là tổng số phần quà của mình hôm nay có hai nhà ủng hộ thì chúng ta có là 500.000. Trời ơi cái này mùa mưa năm nay rồi, cái này muốn sập lúc nào sập mà chú ơi. Với mối ăn trên rồi còn cái nhà này muốn mối ăn hết rồi không có còn gì. Thôi em chúc chị anh với mấy đứa cháu nhiều sức khỏe ha. Nếu mà hữu duyên á, có cô chú anh chị nào mà có thể giúp được mình gì thì em sẽ tới đây em tìm chị nha. Dạ, hy vọng là sẽ có người hữu duyên với chị. Rồi, em chào chị em về nha. Thì con chú chị mình vừa xem cái hoàn cảnh của chị ha. Nói chung thì cũng rất là hữu duyên. Cái hoàn cảnh của chị là gần cuối clip luôn và gần cuối video, nhưng mà cũng được rất là nhiều mình quan tâm cả nhà. Dạ, anh em mình trước đó chúng mình là sẽ xác minh nè. Rồi sẽ có Lộc đi theo để Lộc sẽ tính toán cái chi phí, cái quy cách làm như thế nào như cô chú anh chị. Nếu mà được thì anh em mình sẽ tính tiếp nha. Bây giờ chưa nói được gì hết. Nói chung là bây giờ mình xuống dưới mình sẽ xác cùng mình với cái đi. Chú Chỉnh chuyện đó thì sao thì tính sao đó cái đi với chú Chỉnh phó chủ tịch sáng anh gì cả nhà. Sao thì mình tính sao. Ha. Nói chung là xác minh ok thì anh sẽ thông báo. Rồi giờ đi ha. Đây. Không biết cô chú anh chị mình còn nhớ cái bụi tre này không á. Bụi tre này là cái bụi tre mà Ngô Kiến Huy lúc về già ôm cái phần quà mà đi khắc vớt á cô chú anh chị. Có hiệu phấn đoạn mấy danh có quay chơi ha, chọc ảnh chơi mà. Thì hôm nay anh em mình xuống đây là cũng là được sự phân công của Mạnh Thường Quân xuống để có hai vấn đề để mình cần làm rõ nha cô chú anh chị. Cái thứ nhất á là về cái vấn đề là gia đình. Anh với chị có chí thú làm ăn hay không, có dính tới cái những cái tệ nạn xã hội hay không. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là cái phần đất của chị ở không phải là của chị, của gì của chị cho. Thì ví dụ như mình muốn cất một cái căn nhà hay mình muốn làm một cái điều gì đó thì phải được sự đồng ý của chủ đất nghe cả nhà. Phải viết giấy tay rồi coi như là có người làm chứng mới được phép làm nha cô chú anh chị. Thì nói chung chị thì không, anh với chị thì không có đất đai gì thì nó cũng hơi khó làm hơn nhà của em Bảy chút xíu của chú anh chị. Chung thủ tục thì nó cũng hơi gồm gà, nhưng mà xuống tới đây thì anh được sự hỗ trợ và đồng hành của chú Chỉnh, cũng là một người chú của anh.
đang làm phó chủ tịch xã An Thanh Nhì cả nhà, thì chú sẽ hỗ trợ mình về cái phần đó. Thì bây giờ bắt đầu mình vô mình tìm hiểu cái ngôi nhà của anh với chị. Quay trở lại đây mình thăm ha, cô chú anh chị, để mình làm rõ những cái vấn đề mà Danh vừa chia sẻ với cô chú anh chị nha. Thì anh em mình đã tới nhà anh với chị nha cả nhà. Bữa nay gặp anh ở nhà luôn. Đây là có chú Chỉnh đi với mấy anh em. Chào nhà chú ơi. Chào nhà. Chào nhà chị. Lộc. Mấy lãnh đạo sở tại ở địa phương cả nhà. Giờ đây thì chú Chỉnh sẽ có lời chia sẻ với cả nhà ha. Đây, tôi cũng giới thiệu với anh em đi nắm thêm á, đây anh Năm Phước nè, Năm Phước là bí thư chi bộ ấp Sơn Ton. Anh Nghiệp đây thì trưởng ban dân ấp Sơn Ton. Và em Tiên đây là chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã Thành Hai. Còn tôi thì tự giới thiệu, tôi là tên là Quỳnh Hoàng Chỉnh, là phó chủ tịch ủy ban xã. Hôm nay thì cũng như nhờ cái nhóm anh em Cù Lao Dung Quy Lóc á, thì đến nhà của chị Lý Thị Màu. Thì hôm rồi thì cũng nhân dịp nên cái cũng là cái duyên. Thì tôi cũng nhà ấp để lập danh sách cái gia đình hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, để cho quà ăn dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 thì có đến nhà của chị Lý Thị Bào này. Thì đây là cũng phải nói là cái duyên, thì được tình cờ cũng gặp được cái nhóm anh em của Lâu Dung Vlog. Thì thấy căn nhà sập sệ thì anh em cũng cho thấy, thì cũng có nhã ý là để kêu gọi hỗ trợ phụ cho căn nhà. Thì hôm nay thì anh em cái nhóm của Lao Dung Vlog quay lại để gặp gỡ gia đình, cũng trao đổi thêm về cái nhân thân cũng như cái phần đất. Thì hôm nay thì cũng thông tin với cô Nắm á, thì cái nhóm anh em của Lao Dung Vlog hôm nay đó thì đến đây thì cũng hỏi thêm về thông tin, thì cũng xác định thêm để cái mối nhân thân, đặc biệt cái chỗ ông chồng của chị Lý Thị Màu. Thì anh em cũng như nãy giờ thì cũng hỏi thêm cho anh em Nghiệp ở đây, trưởng ban dân ấp, là người gần gũi bà con mình ở đây nhất. Thì nắm thêm thông tin cái chỗ anh chồng anh họ tên gì? Lý Văn Phương. Ly hả? Liên. Liên Văn Phương. Liên Văn Phương này thì cũng nắm thông tin thêm của ấp á, thì anh Liên Văn Phương này có chí thú làm ăn không? Ngoài ra thì Liên Văn Phương này có cái tệ nạn xã hội không? Đá gà, đánh bài, số đề, ví dụ vân vân. Nó được gọi là tới chung là tệ nạn xã hội. Thì chỗ anh Nghiệp đây thì cũng cung cấp thông tin thêm vấn đề đó. Hai nữa thì chỗ cô đây thì nó là gì của anh Lý Liên Văn Phương, thì thông tin anh em cung cấp thì nó cái căn nhà này thì trước giờ cô đã cho ở. Thì hôm nay nếu được á, có duyên mà để cái nhóm anh em của Lao Dung Vlog kêu gọi mà để cho xây dựng được căn nhà khang trang hơn hay đẹp đẽ hơn hiện tại bây giờ đó, thì cô có đồng ý để cho đất để cất nhà hay không? Và hỏi thêm cô vấn đề đó thì cũng mong cô cũng trả lời luôn. Thì nào giờ cho trời quá, nó giờ là con cho nó luôn chứ lẽ dạ, cho luôn à. Vậy là cô cho luôn, như vậy thì chắc cũng cái này để làm niềm tin thôi á chứ trời cô dì cháu rồi thì đã cho nó giờ đâu có gì đâu, nhưng mà để làm niềm tin để cho anh em để mạnh dạn chứ gọi để hỗ trợ căn nhà đó, thì cũng nhờ cô làm dùm cái miếng giấy tay để làm niềm tin thôi, niềm tin ha, cái này để niềm tin để cô thống nhất cho nha. Cái phần đất này để cho chỗ Liên Văn Phương cũng như chị vợ của anh Phương là Lý Thị Màu, phần đất này để xây dựng nhà thấy cô. Vậy là coi như là nếu con nói nếu cô ha, với anh với chị, tại vì tạm thời em cũng chưa hứa được gì và chưa biết cái mọi việc sắp tới nó xảy ra như thế nào, thì con giống như là nếu được thì có thể mình có một cái chi phí để mình xây một cái căn nhà đó, thì cô có thể là ký giùm con một cái miếng giấy đó để giữ vững niềm tin, để Mạnh Thường Quân nắm rõ hơn để giúp chị, để coi như là một phần nào trong cuộc sống đó cô. Dạ. Chứ nghiệp dùng cái làm giấy cho tôi không có biết chữ. Dạ rồi vậy là mừng rồi. Mừng rồi. Rồi ở đây thì nói thêm chứ anh ha, anh chị Nắm á, thì nếu như được, tôi nói dùng từ nếu ha, nếu được mà nhóm anh em của Lao Dung Quy Lóc đó mà kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho anh căn nhà đó, thì anh chị có đối ứng được không, phần nào không, 5-3 triệu, 5-10 triệu gì đó để cho căn nhà mình nó khang trang hơn, nó đẹp hơn. Cái gì cũng lên mà mạnh cũng lên mạnh.
chồng nó mời ngày ngày nó cần có dạ. Nó còn thiếu chạy ra một gạo nấu nồi nồi nữa. Trời gì hả? Dạ. Ủa sao vậy mà một ngày được nhiêu tiền mà sao khổ vậy? Đúng cái bữa được bao tuổi không nhá. Dạ. Giờ ăn mới hết. Còn hai đứa con đang đi học. Nghỉ. Ủa vậy là đứa nhỏ sao? Sáu đứa nhỏ còn đi học không? Nghỉ thôi. Tao đi theo làm. Ừ, đứa nhỏ giờ hiện tại đâu rồi, đi nào nội ở đâu rồi? Nội gái, nội rồi. Còn con trai đi chơi rồi. Già dạ, mất còn nó hư bà già mình nên mà cho đi ở chung nhà. Hai đêm vô mình đoạn không. Rồi thường ngày mình đi làm cái gì để mưu sinh cuộc sống của mình là công việc hàng ngày anh? Tao mướn gì bằng ngày ở đây. Đâu có được. Bằng ngày mướn. Tao kêu đâu mía đâu mía mà kêu bằng ngày. Anh Lê Văn Phương này là anh người dân tộc Khmer đúng không? À, anh người dân tộc Khmer chị. Người dân tộc mà người dân tộc ở bên cha hả, người dân tộc ở bên cha không có tiếng Khmer, không có tiếng Khmer à. Để dân tộc Kinh, còn ảnh là còn Liên Văn Phương là dân tộc Khmer à. Vậy là mình đi làm một ngày vậy là mình được bao nhiêu anh, bao nhiêu tiền á? 200 mấy 300 ngàn vậy đó hả? Rồi bữa nghỉ 2-3 bữa thôi rồi thiếu ăn luôn. Rồi chị là mình làm cái gì hàng ngày á chị? Công chúng vậy đó. Dạ. Rồi hai vợ chồng anh với chị là mừng một ngày có 200 mấy chục ngàn thôi hả? Đúng mía, hai mẹ con đi đốn, thằng này thì giác. À, tức là chị với nhóc nhỏ đi đốn, còn ảnh giác. À. Thì mừng luôn tiếp 2-3 ngày thì nó không có thiếu, còn mừng một ngày nghỉ 2-3 ngày thì thiếu. Dạ, rồi hai đứa nhóc có đứa nào còn đi học không chị? Không, nghỉ học rồi. Nghỉ hết rồi. Ủa hồi Tết hình như vô rồi còn học đúng không? Rồi qua Tết rồi nghỉ luôn. Cho nó ở với nội nó. Dạ. Lo nội nó già rồi, ổng mắc rồi. Đã cũng bệnh hoạn hoài cho ở với nội. Dạ. Thôi vậy thì má nó còn ở đây, tôi ở Bắc Cang có hai chị em ở đây à, nó ở bên dòng tôi ở đây. Rồi cái ngôi nhà này là hồi mùa mưa năm rồi có bị dột không chị? Trời ơi. Dột hả? Tao chị dẫn em vô nhà chút xíu được không? Dạ để cho em quay cái nhà chút xíu ha. Ở đây là cái trước của chú anh chị. Dạ. Nếu tôi ra giọt quá tươi, không biết được không? Cho con mẹ đóng cửa các nhà nó không chịu, nó ra ngoài ở, tao nó không tở luôn xe, ở lộ không được đâu, nghe xe. Mới vô tới hàng ba là thấy... Mày không cắt tao, có kêu còn hết trong. Cái ngôi nhà này. Thêm tiền hết tao. Khoảng này, cái bị giọt, khoảng này. Một tuần trồng lên mới ở được. Ông thôi mua lại, chạy hứng lên mình chút, hứng lên kia chút. Ngôi nhà rất là cũ kỹ luôn chú anh chị. Trời, cái dách này thôi khỏi nói à. Cô là mẹ gục lại. Trời mà mưa xuống từ đó, giường này đâu có ngủ được đâu. Từ đâu chị? Từ đó đó, ở đây làm dột hết luôn, dột trong giường ngủ nè. Tối chị... cũng chiêu lại. À, chị cho em mở bóng đèn cho em giùm em được không? Rồi vậy là nó dột từ ở dưới đó đó. Ồ đúng rồi thằng Lộc. Dạ. Cái tôn lủng lỗ hết trơn ha. Lủng rồi nè. Lủng hết trơn rồi nè cô chú anh chị. Tôn này là dạng như tôn cũ lợp lại thôi chứ. Qua bên đây nữa nè. Đây nữa cô chú anh chị ơi. Nói chung ở trong này cũng thấy có tôn nhưng mà tôn cũ hết rồi. Này lột xuống chắc bỏ luôn á Lộc ơi. Nhà này nếu mà làm thì chắc dọn đồ ra thì lấy dây kéo ngang luôn chứ đâu có dỡ được. Nó mục hết rồi. Dỡ cũng không ai dám leo lên. Không ai dám leo lên đâu. Nó quá trời rồi tới rồi. Để anh quay cái mấy cây cột. Dạ. Đây nè. Anh quay cây cột ngoài này nè. Đâu? Đây. Cây cột nó chỉ có khoảng 3 phân vuông mà chịu ở đây. Công nhận mỏng manh thì. Cái này là lấy dây kéo thôi chứ không ai dám lên dỡ à. Cái này nó mục hết trơn, móng. Ừ. Cột này một ơi đụng hồi thường. Ở đây thì cô chú anh chí mình thấy cái đầu cột nó mục hết luôn rồi, cái tay của dành bị đau chú anh chị cho nên là mình mới co lại ha. Thấy nhiều anh em vô khẽ danh nói danh có tật. Vậy là hiện tại giờ mùa nắng là mình ngủ được mấy giường chị? Ngủ được có giường, giường này là lần này đó là làm mua trầm lá đó. À. Lại. Ừ, cái này không có.
Rồi hồi năm rồi á là mỗi lần mưa là mình cuốn chiếu lại hết mấy cái này. Là dột hết trơn luôn. Cuốn chiếu lại nằm như tôi dột cái góc nào thì nó dột, mình cuốn chiếu không bên mà nằm ngang lại. Trời đất ơi. Khổ quá trời. Rồi bây giờ ăn sao, anh ra ăn sao nè? À, chị dẫn em ra sao luôn. Đâu có cọn đâu. Đây, cái cọt nó đã hết trơn. Rồi, cọt này thì đứt chân nữa rồi cả nhà. Còn cái cây nữa. Đây. Mày con ấy nữa, có trơn. Con mọt con gì á ha. Con mối làm sao, con mọt con mối gì đó. Nó nảy trơn nè. Ừ, bóp vô nó lúng nè. Rồi hàng ngày một tháng như mình đi làm được khoảng tầm bao nhiêu ngày chị? À, cũng làm suốt rồi đó mà, cũng tiền này tiền kia, gạo rồi từng đóng gói rồi đồ lặt vặt á. Dạ. Rồi lúc gửi qua bảnh cho bà lão nữa. Bà đâu có làm gì được. Rồi phải gửi tiền nuôi mẹ già nữa. Dạ. Đó là mẹ chồng của chị hay là mẹ của chị? Mẹ chồng. Mẹ chồng ha. Dạ. Rồi như bây giờ mình sống ở một cái căn nhà mà không có đủ điều kiện để che mưa che nắng, rồi cuộc sống mình thiếu hụt. Rồi bây giờ nếu mà có một cái ước mơ trong cuộc sống, chị sẽ ước mơ cái gì? Em chỉ ước mơ có căn nhà, nhà cho ở được. À, mình ước mơ là cái có chỗ che mưa che nắng, đúng không? Dạ. Ngày ông bà xưa người ta nói là an cư mới lập nghiệp, đúng không chị? Dạ. Dạ. Đây là tổng quan cái căn nhà mà từ ở nhà sau mình nhìn tới đấy nha. 4 nhân khẩu ở thì cô chú anh chị. Ấy à, 1 nhân khẩu mà 4 người. Nhà 4 người ạ. Dạ, cái mối đóng cục như vậy. Cái cục mối anh đi qua đây mới thấy. Ở trước nhìn thấy mà ở sau mình chưa có nhìn thấy. Nhà này có cái cửa cũng như không à. Mấy cái bên hông bên vách này đâu có còn nguyên đâu cô chú anh chị. Nè cô chú anh chị mình thấy. Đó. Mối nó đóng một cục luôn. Chim vô nó đóng cổ. Đây là nè. À cái gì nó kêu bằng quy luật sinh tồn hả? Hoàn cảnh rất là đáng thương cả nhà. Cái nhà này có cái cửa cũng như không à, tại vì cô chú anh chị mình biết sao không, ở bên hông á, mấy bên vách này nè, nọ nè, là nó đâu có còn nguyên đâu. Cái lá ở ngoài thì nó có một cái hiện tượng mà mục á, cột cũng mục, lá cũng mục đó nha. Lá này bị bã nè, cũng mấy mùa đó. Lá này lập dày chứ lập thư cái này thì ở đâu. Ừ. Nhà không có đất canh tác mà cái nhà quá trời. Lỗ này để cho thoáng. Nó lạnh thiên nhiên đúng không? Có quạt đó. Nói chung nhà này cũng mượn 8 nhà 7 không Lộc? Theo cảm nhận của em. Nhà 7 thì chắc cũng cỡ đó à. Trước nhìn nhà đó làm sao, từ sao nhìn nhà đó làm trước. Ừ. Không có kính. Nói đục quá trời đục. Tre, mấy cây tre ở trong đây nè. Một hết trơn rồi. Nói chung cây nào mối cũng ăn hết rồi. Cũng mới đó, con chảo chẹt làm ổ giống luôn. Cái ổ mối đó là cái ổ mối nha, không phải là mối cho gà ăn đó nha. Cái mối này là mối hôi nè. Mối nào? Mối này là mối hôi. Cái ổ mối con hôi nha, con mối đó nó cắn bào lắm. Đâu? Ổ mối bự này nè. À, ổ mối bự nãy em quay hả? Là ổ mối hôi chứ không phải là ổ mối mà người dân chặt cho gà con ăn. À. Cái đống cây dừa đó đó, nó khác. Còn mối đó nó khác. Mối đó mối hôi hả? Ừ, mối đó gà ăn vô nhiêu là ổng hết nhiêu á. Ừ. Độc hả? À, anh nó vô nó cắn á.
À, cái mối đó nó khó mấy đó. Đây. Nhà này thì nếu cắt thì tháo ra cái nào mình sử dụng lại được các nhà sau được. Mấy đường tay dừng gắt được. Quá trời. Mấy cái đòn tay này cái gì còn tắt nè. Cái đó dừng gắt được. Ờ, mối hôi nó ăn cái đó từ nội ở trong bờ bọng lỏng. Xài được mấy cây đòn tay hả nhà này? Tại nhà nó dính nguyên cái thôi chứ nó đâu chịu nổi. Ôi trời ơi, cái tre kìa. Hay đúng không? Cậu cái bọc đó nhé. Cái sụp xuống rồi. Sụp xuống rồi. Nhà này mùa mưa năm nay là không thể nào mà ở được. Mà nhà này ở cũng thấy rất nguy hiểm. Không, nhà này kêu anh lên lợp anh dở anh cũng dở ra này. Cái này thì thu dọn tàn cuộc. Cái này là hoàng lộc nãy nói rồi, có nếu nếu mà có đủ duyên đủ phước á thì dọn đồ ra ngoài xong rồi buộc miếng dây gịch. Dạ. Chứ không cửa nào không ai dám lên đây đâu. Nhà này mình nên nhí gịch cái sống gì. Nhà... nhí đâu ta. Quá quá. Anh kiếm này là gì anh chồng? Kè nó vô kìa. Cái gì làm cũng được chứ. Cái con gì với xong nhí bắt cũng được hết chứ. Mà có cái bắt vợ là chưa bắt được à. Cái gì nhí nó làm cũng được. Con cái làm cha của con nó chưa làm được. Quá trời, dây điện thì sao chằn chịt dữ rồi ta. Cái giờ bây giờ thí dụ như em nói nếu thôi ha, hiện tại bây giờ em cũng chưa có hứa một cái điều gì đó mà nó cái này cái nọ đâu. Thí dụ mà nếu đó, nếu mình có kinh phí để mình xây một cái ngôi nhà thì anh với chị là có hỗ trợ được là mình đưa cái vận chuyển cái vật tư vô đây không? Tại cái đường thì mình, anh thấy nó cũng xa quá đó. Đó, từ mận tích góp được phần nào hay phần đấy à. Chứ đâu có dư tiền sẵn à. Không, ý em nói là anh với chị bỏ công ra mận để vận chuyển cái vật tư vô đây để mình làm á, hiểu không? Dạ, được, đó, làm được. À. Thì nói chung nếu mà làm thì bên anh phải hỗ trợ bên em là vận chuyển vô đó thì anh em cũng phụ luôn. Ừ. Đó thì dạng như là bên em làm, ví dụ như được Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì bên em lãnh cái giá là đủ cái tiền công bên em thôi. Rồi anh em xuống lại làm. Nói chung là giúp anh được cái nào thì giúp. Đó, tức là Lộc là em của em là làm thầu xây dựng. Coi như là cũng giúp anh với chị một phần. Và tức là làm là chỉ lấy tiền công thôi, tiền công thợ đủ để trang trải cho anh em xăng cộ chi phí đó. Chứ thật sự là nếu mà nói lãnh một cái căn nhà mà để làm là không phải. Thấy không? Anh hiểu không? Tức là bây giờ anh với chị cũng coi như là cũng phụ Lộc vận chuyển vật tư vô đây cho thợ người ta làm á. Ý em là như vậy, anh hiểu chưa? Là anh với chị mình phụ giúp. Tại vì mà khi mà một cái căn nhà mà vật tư nó chuyển vô xa là mấy anh em thợ người ta làm, người ta lấy cái tiền công của người ta thôi, chứ thật sự mà lãnh mà để lời trong đó nhiều thì người ta không có làm vậy. Anh hiểu ý em chưa? À. Vậy là mình đồng ý với cái điều kiện đó anh ha. Dạ. Rồi vậy là khỏe rồi. Vậy là bây giờ để anh em mình về tính. Ủa cái này chiều dài là nhiêu? Chín mét là nhà bự này 9 mét. Tới đâu? Tới cái cửa đó là 9 mét đó hả? Tới chỗ anh chầm là 9 mét đúng không? Từ là từ đâu tới đâu? Từ cái hàng ba đó tới cái chỗ cửa sau đó. Là 9 mét. À. Bề ngang nó khoảng 6 mét. Bề ngang đó 5 mét mấy à. À. Đang quay phim mà nghĩ nó làm cái gì đâu ấy. Đây. Không bằng nổi. Đem bận vô chép danh nè. Thì nói chung nhớ mày nha. Nhà của ảnh thì diện tích thì nó khoảng 50 mét vuông. Là không, bây giờ mình trong cái nhà chính mình rút ngắn lại đi. Dạ. Thì ví dụ bây giờ em làm nó khoảng tầm mình tính, em tính cái chi phí mà
58 này. Dạ. Ủa nhà 7 là nhiêu? Nhà 7 40 anh. 40, 40 về em tính 58 này. 58 thì quan trọng là mình làm quy cách như thế nào nữa. Về ví dụ như thì hiện tại là mình làm là nhà cho anh là 58 đi, còn về, về thì Mạnh Thường Quân hỗ trợ bao nhiêu thì anh em mình tới đâu tính tới đó. Dạ, tính okay. Chứ giờ mình chưa biết được. Ừ. Ngay cái dừa hả cô? Không, bà cho bà ngang từ cái dừa đó rồi miếng ở ngoài này là cho tới đâu? Bà này hả? Thì theo lẽ đến hết cái bờ này mà bà mới dành nửa bờ thôi. Nửa bờ đúng không? Ừ. Rồi rồi, lát nó đo chiều dài luôn ha. Đo ngang miếng này. Rồi anh cầm đo dọc ngang đi, anh đo nửa cái dừa anh cầm. Không, vậy là lấy từ miếng nửa cái dừa phải đúng không? Đúng rồi, lấy nửa cái dừa chứ. Này nó hơi kê nha. Anh cầm, anh đang cầm thước anh đo. 3 cây. 4. 5. Rồi. 6. 8 cây. 7. 8. Gạt tới mấy gạt không? Tới đây là 8 à. 8 cây. 12 mét. Ừ. 12 mét đâu? 12 mét đâu? Vừa tới luôn 9 cây. 9 cây rồi. 9 cây là vừa đủ mấy lề luôn nè. 9 cây. 9 cây là 13 mét rưỡi. 13 mét rưỡi. 13 mét 5. Dạ, rồi giờ cái chiều dài. Chiều dài bà cho từ cái bờ này để gặp tới biết sao tới đâu bà chỉ. Nha, rồi rồi nhờ sẵn có anh cầm anh chuyên nghiệp đo đó. Đo dùng chung cho bà luôn. Rồi từ cái bờ này đây cái này đúng không? Tám bà. Nửa bà hay là ngang ngang bụi tre này. Ngang bụi tre phải không? Trong trong này đi chú chỉnh ra ngang bụi tre trong này đi. Đó. 13. Bố, mấy ngoài phải không? Mấy ngoài hay mấy trong bà ơi? Đây là 14 là ngang mấy này rồi nè. Sao là ra ngoài kia? Rồi. Cho tới mấy lá luôn à. 15. Vậy là 16 đi. Ừ, 16. Ngang cái dừa. Đây đây. Phải ngang cái dừa này nè. Ngang cái dừa. Ừ. Cái này còn nghe nó bắt nó xéo á. Dạ. Dạ. Cái ngang cái dừa này. 16. Thì cái này còn đâu, chừng mấy tầm mà. Chừng hai ba thước kìa. Dạ. Xéo đó. Dạ. Để đi cho nó ở đó rồi chỗ này nhà tắm rồi không để. Cho này dở nhà tắm. Dạ rồi. 10 cây thì 15 mét. Cái này thức rưỡi. 6 16 cây hả? 6 6 cây 16 cây 6 cây kia 9 thước nữa. 24 mét. Ngang 13 mét 5 dài 24 mét. Ờ còn ngang sao này còn chừng cái chừng 3 tầm nữa vậy. Ngang cái miếng thế rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Kệ cho nó làm nhà tắm này rồi nó để cho nó ngang đây. Dạ dạ dạ. Đọc tờ thỏa thuận cho cô biết ha cô. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Tờ thỏa thuận cho nhà, cho phần đất để xây dựng nhà ở. Tôi tên Lâm Thị Bách, sinh năm 1948, hiện cư ngụ ấp Sơn Ton, xã Thạnh Hai, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Nay tôi làm tờ thỏa thuận này đồng ý cho cháu tôi là Liên Văn Phương cùng gia đình xây dựng nhà ở trên phần đất của tôi. Cụ thể, phía đông giáp xã Nước Mặn, phía tây giáp Mương Phèn gần nhà tôi, phía nam giáp đất ông Nguyễn Văn Ân, phía bắc giáp xẻo Nước Mặn với tổng diện tích là khoảng 156 m², phía trước nhà dài khoảng 13,5 m, chiều ngang chiều dài là khoảng 24 m. Bản thân tôi đồng ý cho cháu tôi là Liên Văn Phương, sinh năm 1984, cùng ngụ ấp Sơn Ton, xã Anh Thành Hai và gia đình xây dựng nhà ở trên phần đất của tôi như đã nêu trên. Nếu sau này có ai tranh chấp hay khiếu nại, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nghe vậy ha cô. Rồi văn bản là kiểu như là tờ thỏa thuận chỉ có nhiêu thôi. Cô đồng ý thì cô ký vô văn bản ha. Nhưng mà không biết chữ thì lăn tay ha. Rồi Lâm Thị Bách. Người cho. Ừ, hay đó, hay ở đây. Rồi, ở đây. Rồi, chỗ luôn.
nhưng mà tên anh quên rồi. Sau mấy ngày thì đã đủ kinh phí nha cô chú anh chị, thì Danh quay lại đây cùng với anh em phụ dỡ cái nhà cho anh với chị để mà mình xây cái nhà mới cho chú anh chị ơi. Tháo có cái đồng hồ điện mà cái cột nó đứt cái chân này. Đứt ở trên, đứt cái chân luôn. Trời 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 trời. Cái nhà này là thì anh em không ai dám leo lên nha cô chú anh chị. Đây. Thì ngày hôm qua thì Danh với Lộc xuống kêu dân tư sẵn rồi, thông báo cho anh chị cái tin vui luôn. Bữa nay mình xuống mình dọn nhà. Nay con Bảy đi làm Lộc nè. Bảy chào cô chú anh chị đi em. Chào chú anh chị. Kiến đâu? Quên ha. Hồi bữa là có cắt cái kiến nha, nhưng mà ấy ha. Bây giờ không có kiến có thấy đường làm không? Ờ, để cô chú anh chị hỏi về cái kiến của em cũng nhiều lắm đó, có nhiều người quan tâm á. Để em lấy móc móc xuống, để đẩy này cho rồi. Trời, cái này cái ổ mới này tháo cái nhà ra thấy nó bự hết hồn ha. Nhiều khi cô chú anh chị biết sao, cái kinh tế mình cũng có ăn không đủ ăn nữa, lo cái ăn cái mặt còn không đủ nữa, cho nên là những cái thứ này nhà cửa bày bộn sập sệ cũng đáng được giúp đỡ của nhà. Sao rồi chị, bữa nay em quay lại đây mình dỡ nhà chuẩn bị mình có nhà mới rồi, cảm giác sao rồi? Giờ chưa có mừng vui như mà còn mình được cái nhà rồi, cái sắt cắt còn cái là mừng không? Yên tâm lắm. Mừng không? Rồi năm nay ngủ là không có cái vụ mà mình trốn né nữa ha. Rồi em chúc mừng chị. Cái này là chị chồng. Chị chồng hả? Sao chị có thấy mừng giùm em mình không? Mừng chứ. Em nói rớt nước mắt luôn á. Dạ. Em nó được vậy là mừng lắm, cô bà anh bà cô chú giúp được em nó là tôi rất là mừng. Dạ. Thì rất là mang ơn ông bà cô chú. Dạ. Cho em nó được che nắng che mưa, để sợ nếu nói là không được ông bà cô chú giúp được là năm là cái mưa này là không được ở. Thì mùa mưa này là em thấy khó khăn rồi chị ha. Đúng rồi. Dạ. Mặc dù cái tấm lòng với lại ngôi nhà bé bé xinh xinh nhưng mà nó sẽ che mưa che nắng được cho gia đình mình, không cần phải sợ dột không nó này nọ nữa. Khỏe thằng ông bà xưa nói an cư mới lạc nghiệp đúng không chị? Đúng rồi. Chị cũng rất là mang ơn nhiều. Dạ. Rồi khóc luôn hả? Thôi khóc luôn. Chị mình em nó quá trời luôn á, biết bao nhiêu năm trời luôn. Dạ. Chịu đựng hồi năm rồi mưa dột tùm lum hết. Vậy là cái ngôi nhà này dột mấy năm rồi chị? Mấy năm rồi đó. Mấy năm rồi đó. Mà nhỏ ráng làm muốn chết luôn. Không có tiền, cắt tiền gì hết trơn luôn. Ăn còn không đủ ăn. Dạ. Nói chung tôi cũng nghèo vậy, tôi cũng nghèo như em nó vậy đó mà ha. Người ta cũng giúp đỡ tôi cách được được ha, ở được rồi. Dạ. Lối số người ta cho cây người mới vậy đó, tôi ở ngoài. Dạ, vậy là chị cũng ở gần đây. Dạ. Rồi vậy có rảnh đó chị, có chạy qua phụ được cái gì ảnh phụ ha. Thiền qua giờ qua phụ em nó nghe anh vậy mừng chết luôn, chạy vô liền luôn hả? Nghe vậy là chạy vô liền luôn, mừng chết luôn. Dạ. Rồi vậy là mà chắc vài bữa nữa mình có nhà mới rồi. Nói chung trong gia đình nghe em nó được vậy á, mừng người nào đứa nào nó cũng mừng. Dạ, mình được mấy anh chị em chị? Năm anh chị em ha.
Bữa nay là bây giờ coi như ước mơ thành sự thật rồi đó. Chuẩn bị tháo nhưng mà cũng bắt dàn giáo lên để nghiên cứu lại. Tại nhà này không ai dám leo hết. Một cái chân rồi. Nhí kèo lên, nhí nó hôi nha, kèo lên nhí nó xuống luôn. Tại vì Danh cũng giải thích thêm luôn. Là ngôi nhà này là có duyên có phước, được Mạnh Thường Quân yêu cầu Danh đi xác minh ha cô chú anh chị. Thì cái kinh phí mình đã có rồi, nhưng mà lý cái do á là Mạnh Thường Quân á, ai cũng phải công ăn việc làm, ai cũng phải có việc này việc kia, cho nên là nhiều khi cô chú anh chị này gửi trước, cô chú anh chị này gửi sau, nó không có đồng điều. Cho nên Danh đợi mọi người gửi xong chung một lượt rồi, đủ kinh phí rồi, thì Danh sẽ xuống đây Danh với Lộc là coi như là sẽ kêu vật tư để xây cho anh một cái căn nhà nha cô chú anh chị. Quá ấm áp. Thì tùy duyên ha, cô chú anh chị nào mà muốn giúp đỡ những cái hoàn cảnh như thế này, tùy duyên tùy phước, thì cứ gọi trực tiếp cho anh em của Danh. Số điện thoại Danh có ghi ở dưới phần bình luận. Cắt bị ngang 5 dài 8. Ngang 5 dài 8 là 40 mét vuông. Dạ, tiền chế ra 3 mét luôn. Là cái máy hiên ra 3 mét đúng không? Ờ. À, cũng được 11 mét. Có 11 mét. Ừ. Rồi cái nền là mình cuốn nền. Dạ, mình chán xi măng. Okay. Đây. Cát cánh xe vô đủ chưa? Hết chưa? Chưa. Cái này chỉ mới cắt lá, cắt xây thôi nè. Cắt xây hả? Tám có cắt lắp nữa. Này người ta, sáng người ta chở chưa? Chở ngoài ngoài 5-6 xe mà chưa có xe vô được. Ừ. Ở cuối là xong rồi chở đổ luôn. Ừ. Dở nhà xong nó chở vô được. Ừ. Đây nè. Đây ngay cái cột, ngay tay, cái đó, ngay tay, ừ. Còn bánh hàng 3 cây nữa. Đây 3 cây. Nhà tháo ra 100% xài được 20% không? Xài được, nấu bánh tét nó được á. Nấu bánh tét rồi. Bánh tét vừa nấu được. Bánh tét vừa đồ ngon. Cái này vô chậm là quýt luôn nè. Hầm vừa heo được không? Cái này sợ nấu không được nổi bánh tét nữa là cháy hết rồi. Bánh tét nấu tới 8 tiếng là cái này phải nấu không đủ luôn. Rồi đâu ra ngoài lấy bắt xe lấy câu từ đây. Còn biết cái đây nha. Anh có một bài. Ủa tưởng đâu anh ấy chứ. Kéo anh đây luôn nữa mà. Anh em mình thì đủ duyên đủ phước thì mình sẽ gặp được những cái hoàn cảnh, mình sẽ làm người kết nối hỗ trợ bà con có một cái ngôi nhà như cô chú anh chị. Cái này có cái cầu bóc đó, cho kéo nhẹ xuống, cho lá nó tuôn xuống.
đừng thập vậy, có cù móc cái cù móc cuộc này, cái kênh kéo dài xuống vậy nè, lá mụn trơn biết móc móc dính móc không á nha. Rồi vậy là kéo xuống nè. Mày nặng lắm dí ơi, lên bên đây mà nhóm bên kia hả? Thằng Lộc cũng dở nhà mà đội nó mạo hiểm kìa trời. Không có miếng lá nào xài được. Mày ở mang khẩu trang rồi kiếm cái này kia. Ô, từ từ mấy người cầm đi. Đi. Có nó mạo hiểm rồi đó. Có nó mạo hiểm rồi đâu có sợ nữa. Xuống được cho xuống rồi để hỏi ngô đóng vậy. Được rồi, khỏi thận rồi Ngọc. Thọt mấy ly trên đó Ngọc ơi. Chết rồi, cái xe, cái cầu đó nó có khó ngủ luôn. Ngủ vô đầy luôn. Thù Lâu Dung đi tới đâu là tháo nhà quậy phá tới đó. Bỏ hỏi với nhà 7 vô 4 người 4 góc bỏ cái gai ở nhà luôn. Gọn nhẹ luôn chú. Quá khứ. Lá của chú anh chị mình nãy không có tấm nào mà xài được hết. Rồi. Không có cái gì bụi bằng lá mục ấy. Sao anh? Bữa nay anh vui không? Trời, ta xuống ta phá nhà mà mừng. phá nhà đỡ để thôi. Mưa gió không biết chỗ nào mà em chọc anh chơi á. Phá nhà mà vui.
ra ra. Ra cái cột bự trước kìa. Tháo cột á thật luôn. Tháo. Con nhổ cột luôn đi anh ơi. Hả? Nhổ cột lên chú Chỉnh. Con nhổ cột cây nè. Anh ta nhổ cây kìa, còn cây chừa chú. Rồi quá quá cái móc đó. Rồi giờ tháo trên đi chặt để cái đó để tính sao nó dưới vậy. Ôi thật luôn sao á, phải cắt mới được chứ Chỉnh ơi. Cắt mới được. Mấy dây tép đó còn đứng quá. Ô ô ô ô ô. Có một lưu chọt đứng rồi. Trả mặt bằng cho em nha. Anh đi đi còn đi phát quà cho bà con nữa. Thì anh đi đi mấy em sắp chiếc. Chiều anh chạy lại. Rảnh anh chạy lại nữa. Đi đi Thiệu ơi. Đi đi xuống An Nam vòng vòng xuống trả quà của chú anh chị nữa. Mày trả mặt bằng cho thầy Lộc đi. Tiến độ thì mình sẽ cập nhật sau nha cô chú anh chị. Hiện tại mình tháo máy cột này xong mặt bằng mình trả lại cho Lộc. Lộc sẽ làm. Rồi anh em mình hiện tại bây giờ thì sẽ đi xã để phát quà cho bà con. Thì anh sẽ cập nhật thông tin để cô chú anh chị mình xem cái nhà của anh luôn. Các bạn đi gì đây? Thì từ đây qua tới chỗ em 7 là 5 mét ngang. Tới cái đầu giường đó là 8 mét dài cô chú anh chị. Rõ không 7 kiến rõ không? Rõ à. Rồi sáng rồi không thấy em kiến, nãy kiến bỏ đâu? Đó, bỏ cái xe, em tưởng đâu bỏ ngoài không mà cái hồi tôi đi kiếm lại thấy mạnh có xe. Đi đâu phải bỏ kiến có xe nghe không? Nước mặt dạ. Anh nhìn mặt có xe. Đâu nước mặt anh coi, cô chú anh chị có ý kiến. Dạo này nhà cửa ổn rồi, giờ đi làm còn muốn không về nhà nữa không? Không muốn về, còn con cái nào. Chứ nó nói chuyện với con, nó đi làm với rồi giờ không muốn về nhà. Mỗi lần trời mưa ở nhà vậy không muốn về. Giờ nhà cửa của ba em 7 là coi như ổn định kín đáo rồi cô chú anh chị. Giờ chỉ có đi làm để mưu sinh ha. Út ngày rồi hả Lộc? Ngày nay 3 ngày nữa hả? Ba ngày nữa rồi. Đất này cũng được đất đặt ha. Thấy cái mí này nghe nha. Cao rồi. Cái này cao rồi. Họ có cao phá lại thêm. Nắng dữ hả chị? Kệ gán ngủ ở ngoài mấy ngày. Ngủ hồi đó giờ mưa giọt không sợ, lại ngủ mấy ngày sợ. Năm dài chịu được mà có mấy ngày, ngày vắng quá cũng bình thường không? Mưa giọt mấy ngày mấy đêm ngủ đâu có ngủ gì đâu, chứ nằm con rút bên thì cuốn chiếu băng bơm vậy đó. Trời đất ơi. Không, coi như là mình đủ duyên đủ phước là tới tới đây là mình hết cái cảnh đó rồi đó chị. Em coi cái kênh của anh là có cái, cũng có cắt ở cái đâu trên đây của anh Cùng Lâm Dung mà nhà có bảy bảy nào đó, bảy đang làm trước đó ở đâu trên đây à? Ở thị trấn chị à. Thấy có coi cho thấy dạ chị là ngôi nhà thứ hai em làm á. Hồi đó giờ em duy nhất chị mới làm có hai nhà thôi, còn mấy cái trường hợp bệnh đau này nọ thì có làm rồi. Chị là coi như là cũng có duyên có phước mà được cô chú anh chị yêu thương á.
Cái trái này thì theo như anh nãy tính cùng chú anh chị là dở ra. Giữ cái lá này lại ha. À, cái mình mấy cái tre này chị mục này mình thay lại. Đưa lá lên đây. Dạ. Đó mình đưa lá lên đây nè, mình lợp cái này lại cái tôn mà cái này nó xét hết trơn nè. Rồi thêm cái tre nó mục. Tính ra là mình chòm ra trước. Tổng cộng chiều dài mình 11 mét á. Có cái máy hiên chứ để thôi chị biết sao không, mưa nó tạt dữ lắm. Nói gì? Vậy thôi anh về. Ừ. Dễ mà. Anh gì với gì đó dễ. Chiều nay em giải quyết xong này rồi. Em ra sắt được nhiều ra mơ dựng lên. Ừ. Mơ là có chỗ che mát rồi. Ừ. Thì như công viện của anh em mình săn bắt các kiểu hết của chú anh chị ơi. Thì rảnh giờ nào thì anh sẽ xuống anh cập nhật với cô chú anh chị mình giờ đó nha. Ở dưới này thì giao cho anh với chị với lại Lộc làm. Anh em mình thì sẽ chạy tới chạy lui. Chứ không có chạy xuống mỗi ngày được. Vì công việc chính của anh em mình là còn đi săn bắt nữa. Đây hả? Ủa đây có dọp hả anh? Có không? Là anh biết bắt dọp không? Rồi bữa nào anh bắt dọp xong rồi chịu rủ mấy ông thợ đi nhậu luôn. Ờ à, thấy chưa, thấy chưa, xuống xuống đây xây nhà cái giờ mình được mối bắt dọp nữa cả nhà. Ở đây cua biển đâu dữ không chị? Vậy hả? À. Có dọp cũng ngon rồi. Thì anh em mình sẽ tạm thời đi về cô chú chị để Lộc làm, anh em về chuẩn bị đi săn bắt nữa hả? Bắt giờ luôn hả? Này ta ứ nước luôn mà. Ở này nước nước ở nước lớn cống cống vô hơi chậm. Không, sáng giờ nó vậy luôn á. Ừ đúng rồi, sáng 4 giờ nó lớn. Vậy luôn. Đống này giật gồng rồi nè. Đống này đây nữa tới tháng mưa trẻ củi chùm. Té trái có một số ấy lại được, cái này dầu nè. Dầu mà xài được khúc hả anh ơi. Cái này mọt ăn thì nó ăn có mối ăn, nó ăn có khúc. Ừ. Nó không ăn hết. Ngộ cái cứng quá bám vô cái căng nó bị ê. Dành với anh Trầm quay trở lại đây của chú anh chị, do là anh em mình còn cái chương trình là đi săn bắt đang vô cái mùa vụ tôm nên đi nhiều quá không có thời gian đi xuống mỗi ngày được, cô chú anh chị thông cảm. Mình thấy đã hình thành một cái ngôi nhà mới rồi nè, mọi người thấy không? Ờ, cái nền so với cái nền cũ là quá cao luôn. Anh thấy là lên 4 lớp gạch rồi. Đây thì ra cái máy hiên gà 3 mét. Sao rồi ông chủ nhà? Ngày mai giao nhà rồi. Cảm giác giờ sao rồi, trong người sao rồi? Khỏe hả? Hết sợ mưa. Hết sợ mưa, mưa nắng rồi đúng không? Mưa nắng rồi, mưa nắng rồi ngủ không được gì hết. À. Mọi người hỗ trợ gì làm bao nhiêu. Ừ. Biết nói gì. Rồi rồi gắng. Cảm ơn. Cố gắng làm ăn anh ha. Cái nhà này là gắng mà vươn lên thôi. Ừ. Bà xã đâu rồi? Sao? Đó nó cơm gì vậy? Nhà này hình như là xài sắt nhiều hơn nhà 7 đúng không Lộc? Nhà này xài sắt nhiều hơn nhà 7 đúng không?
lớn hơn. Mình thấy nó rộng cô chú chị. Anh đứng đây thấy nó rộng. Bé hiên 3 mét, trong nhà 8 mét, là được 11 mét. Cửa được 5 cái. Rồi rồi. Thiếu rượu rồi. Tai quá trời rung rồi. Không tới. Bắt cái thang. Mấy đang cán nền trong đây. Nhìn rộng quá anh Trầm. Quá rộng. Đây đây. 5 mét. Trời. Ừ. Quá đã. Đây một cái cửa sổ nè. Ba cửa hả? Ba cửa sổ. Ba cửa sổ. Ừ, cũng không sao, làm sạch đi rồi vệ sinh. Ý làm rồi đi vệ sinh cửa. Xong một cái ngôi nhà tiền chế. Ủa em còn cái vách ngay đây hả đâu? Vách ngay chân cây này phải không? Ồ âm xuống chỗ cán hồ cái này nó bám nó chặt cái gì. Còn vách ngang đây nè cả nhà. Mình bắn vách tôn này, này. Giống như mình ngăn cái phòng. Mai nữa là xong rồi cô chú chị. Mai là bàn giao nhà luôn. Em đang làm máy hiên. Có nhà che mưa che nắng quá ngon rồi cô chú chị. Ủa không sợ dột nữa. Do cái quy cách cả và cái kinh phí thì mỗi nhà nó mỗi khác. Nó như nhà của em Bảy thì không có tốn miền đông nên được lót gạch. Được toilet này nọ. Nhà này là mình phải tốn tiền công. Cái quy cách nó khác. Ví dụ mình cất 3 mét mấy, 4 mét ngang á. Dài 10 mét thì nó khác. Còn ngang 5 mét về sắt nó phải bự hơn nhà của 7. Thì nó giá tiền nó khác nữa. Buổi chiều này anh em mình quay trở lại đây để chuẩn bị bàn giao nhà nha cô chú anh chị. Sao anh thấy cái nhà này sao? Nhà này là ok rồi. Ok rồi hả? Được. Lộc thiết kế vậy là được rồi đúng không? Thiết kế vậy là đẹp luôn rồi. Chị thấy ở nhà hài lòng không? Dạ. Cảm giác trong người sao rồi? Quá vui luôn. Quá vui luôn hả? Không còn thiếu nước nữa. Trời đất ơi. Nghe còn hứng nước rồi. Không còn hứng nước nữa đúng không? Bây giờ có phòng kín đáo rồi. Hứng tới hết tạnh mưa mới được ngủ không? Hứng tạnh mưa mới được ngủ à?
chứ nó nhiễu ngay cái chỗ ngủ luôn đâu có giờ có phòng kín đáo làm đứa nữa nha. Nghèo biết nhiêu năm nữa. Phải. Cái nhà này thì rộng hơn nhà 7 nha, nhiều nha cả nhà. Ủa nhà 7 tính ra là được 4 mét không Lộc? 3m8 rồi. 3m8 hả? À? Nhà này 5 mét, thấy rộng ha. Rồi 5 mét nhà thấy rộng. Hết biết rộng luôn. Một cửa, hai cửa, ba cửa, bốn cửa. Đây, đi vòng vòng cho cô chú anh chị mình xem mẫu mới của Lộc nè. Quy cách mới. Đó. Chuyến trước thì nhiều anh em góp ý là cái cửa nó có khả năng là dột đúng không? Đó thì chuyến này Lộc đổi mẫu lại cô chú anh chị. Nói chung là anh em mình luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người. Thì sẽ chuyến này là đổi mẫu nè. Ở trên này có con coi như nè. Không có đường nào nữa đâu dột. Đâu có đường nào đâu tạt. Đó thì cũng cảm ơn cô chú anh chị em gần xa đã góp ý. Lộc thầy Lộc được cái là chịu lắng nghe và cỡ nào thầy Lộc chơi cũng được chứ mà nhà 20 triệu dám cất mà. Nhà này kinh phí lớn hơn chút cũng vậy thôi, nhưng mà nói chung mà mình gán làm để cho cái ảnh nó có được cái nhà ở cho nó có mưa giọt nữa là chứ. Cô chú anh chị mình tính đi 4 người, 4 anh em làm mà không nghỉ trưa, làm thẳng thét luôn từ sáng tới 5-6 giờ chiều mà Lộc lãnh có 6 triệu à, thì đâu có lợi gì đâu. Mình làm buổi đứng vậy là nửa buổi đó ra một buổi nữa đó. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tại vì nó cũng xa xôi quá rồi. Cái đường vận chuyển cũng khó. Đường vận chuyển từ nhà Lộc xuống đây là nó khoảng tầm 30 km nữa cả nhà. Anh em đi săn cộ đường xa nữa. Nói chung là cũng chung tay với anh để làm một cái căn nhà để anh với chị có chỗ che mưa che nắng. Kéo vô không? Kéo này cứ kéo gì. Rồi đó, kính mít luôn chưa. Rồi. Có cái bề này nè, còn cát nè, nó ảnh vệ sinh xíu. Kéo về đại đi, rồi nói ảnh lấy nuôi cái vẽ. Ừ, vệ sinh lại ngoài này, đây còn cát. Chổi gì đó quét. Này là xài nhiều sắt hơn mà hình như là sắt lớn hơn nhà 7 nhiều đúng không? Dạ. Đấy, đúng rồi. Tại vì nhà 5 mét nên là xài đầu tay 4 cái kèo nó 48. Còn nhà 7? Nhà 7 xài 36 mà. Còn này là 48 đúng không? 48 hết. Như anh thấy cái cây này cũng bự nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Nó cao quá, xài nhỏ nó yếu. Ừ đúng rồi. Đây, tùy theo nhà, tùy theo quy cách của chú anh chị. Có vách ngăn luôn nè. Đây là cái phòng khách nè. Đó, để tủ này nọ là rộng rãi quá chừng rồi. Ở ngoài anh, ở ngoài á anh. Nhà nhìn ra sáng trưng ha. Trong nhà tiền chế mà. Cái này là nắp thở máy luôn này nhé. Hả? Là nắp thở máy. Nhà anh 7 luôn, nắp cũng không có được. Nhà anh 7 lên còn ấy mà nhà này sắt lớn hơn nhà anh 7 chứ. Nhà có kỳ rửa là người ta chứ hả? Cái to nữa mình mua con dày nữa. Tên này mấy em nào? Con 4 em rửa rồi. Tên này nè ha. Dạ, tao lọt đó, mình 4.5. Lọt 4.5. Tiền chế cũng 4.5 đó. Ừ. Đây, cái phòng quá trời rộng. Phòng này có phần nửa hả gì ạ? Ba lọc. 2-3 mét. Phòng này 4 thước. 4 thước là phần nửa nhà luôn rồi. Nhà nửa nhà. Ừ. Nói chung là cái phòng này nó tính ra cả 15 mét vuông. 15 mét. 15 mét vuông. Này để chắc phải có 2 con vạc là khỏe luôn á. Cao điện đây mộ với bên đó mộ luôn. Ừ.
Cái này tới cầu đá trong vườn. Bởi vì anh mới kêu ảnh là đẻ thêm đứa nó vô đây cho đá banh được nè. Thấy vậy? Anh năm nay hai đứa con rồi phải không? Đứa đó đi. Thôi hai đứa rồi đây. Đủ rồi. Đứa trai đứa gái hả? À. Đứa trai đứa gái. Ví dụ như đó giờ anh không có từng nghĩ là có một cái ngày đó mình có tiền để mình cất một cái nhà như vậy không? Mình mơ còn không có nữa mà được cái này còn hơn mơ nữa. Cái gì đó là được cái nhà là mau vậy là quá trời mừng luôn. Mà nhà Mạnh Thường Quân rồi anh hỗ trợ cái nhà này kia. Dạ. Nhưng có cái nhà mau thì cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Rồi giống như là cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân gửi về giờ nào em cất giờ đó đó. Rồi, gia đình mình không có coi ngày được, anh có buồn phiền gì em không? Không có đó, mừng luôn chứ buồn. Mưa tới rồi nói là không có chỗ trốn luôn á, mưa. Lũng tùm lum á, dễ người được cất thì kịp thời thì mừng quá trời. Mạnh Thường Quân hỗ trợ được nhà với em mừng lắm. Anh giúp đỡ nhiệt tình quá trời. Biết sao không? Không, bây giờ thì anh cứ cố gắng giữ sức khỏe làm ăn ha, để lo cho kinh tế cuộc sống hàng ngày của gia đình mình. Thì đủ duyên đủ phước thì anh em mình gặp nhau. Giờ Mạnh Thường Quân đủ duyên đủ phước, Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ cho anh, giống như là cái phước của mình đó, cái phần cái phước của mình. Thì đâu có nghĩ là được cái gần nhà mà xuống gì đâu. Được gì lâu trời ngủ một đêm mà ngủ không được luôn. Sao ngủ không được? Chứ nhớ dồn thấy gần nhà với gần nhà trước với gần nhà này nó quá trời rồi. Quý à, bởi vì ngủ không được hết trơn. À. Rồi thì cái nhà này cũng đâu có dám mơ ước được cái nhà gì đâu mà bữa nào hết bữa nay đâu có dư gì đâu có ngồi. Ừ. Quý hỗ trợ đỡ gì anh hỗ trợ cái này được căn nhà như này. Rất là cảm ơn. À. Không dài phụ làm nhà giếng lọc có thấy mệt đâu. Cũng không thấy mệt. Mình ra mà chứ không có gì hết trơn. Trời ơi. Bữa bữa đói lắm mà bữa nay có gọi nhà sao nói quá trời nói vậy ta. Mừng quá trời. Hả? Anh ước mơ dữ lắm rồi đó, giờ được hiện thực có mừng lắm. Mơ, mơ, thấy bên ngày vậy là còn hơi cứ nằm mơ. Bởi vậy không, mà thì quá trời bữa nay vui. Quá trời hứng đường nào nói. Ngủ một đêm hôm mình lấy cái thao ngồi hứng tới hết, tạnh mưa mới được ngủ. Thế lại gần xét được giúp đỡ được gì là quá trời mừng. Nói sao cảm ơn luôn. Thường thường ông bà người ta nói sao mình nở hiền gặp lành anh. Dạ. Ha. Thì bây giờ năm nay và nhiều năm nữa mình không cần phải hứng nước nữa, mình không cần phải mỗi lần mưa xuống cứ ngủ vô tư, chứ đừng có giật mình nha, năm nay đừng giật mình nha, mưa xuống chạy ra kiếm cái thau. Mấy đứa con nó mưa cái là nó ngồi đứa gốc hết trơn. À. Em ơi thức chị lấy cái thau hứng nước em. Đứng ơi nóc bùn mà chừng nào tới nước đầy thau đem đổ rồi hứng tiếp. Trời ơi nghe anh chia sẻ thấy thương con chú anh chị, nhiều cái cũng như là cái số tiền á nó không có lớn lắm thì nhưng mà đó cũng là một cái ước mơ đối với rất rất nhiều người cô chú anh chị. Thì anh em mình cũng năm nay bén duyên thì làm thêm về cái việc nhà cửa xây cất cho bà con, cũng rất là mừng được cô chú anh chị gần xa trong nước cũng như ngoài nước tin tưởng giao việc cho anh em làm đó nha. Nghe những cái lời mà anh tâm sự là em thấy là cả tuần nay em trăn trở, em chạy lên chạy xuống với anh là em cảm thấy em hết mệt rồi đó. Anh giúp đỡ nhiệt tình gì đó mời vợ chồng anh. Rồi không sao đâu. Trời ơi mai mốt làm ăn được cái lên uống với em ly cà phê được rồi. Ha. Nhớ ơn suốt đời chứ không có quên. Rồi chuẩn bị hồi để mình đón mấy anh em lãnh đạo xuống cũng như coi như bữa nay là thông tin thêm cho anh trước luôn, là em với lại chỗ cái ban xã đó là sẽ ngồi lại với nhau nói chuyện và sẽ giải quyết cho anh được thêm một cái nữa. Anh biết cái gì không? Lót gạch. Trời ơi. Dạ. Mai mốt vô nhà nhớ bỏ dép ngoài nha ông. Dạ. Cảm ơn. Đó, mình được lót gạch luôn, nhà mình được lót gạch luôn.
ha. Rồi chuẩn bị cây lau nhà đồ nha. Đó là đó rồi tối sinh hoạt trong nhà là nó sạch sẽ luôn, giờ chán xi măng là chưa có đẹp đâu, ngày bữa lót gạch nữa mới đã ha. Rồi em giúp được gì em giúp ha. Rồi anh có làm gì làm đi để em quay vòng vòng nhà một xíu. Rồi bật mùa mưa năm nay ngủ rồi đừng giật mình mà lấy thao hứng nước nghe. Hết sợ cái gì sẵn đó, ngủ không được cái làm đứa nữa luôn. Đây giá có thể lắm rồi nha. Giá có thể đâu mà. Cái gì trời mưa hồi đó thích lo đổ nước không à. Giờ trời mưa mà ngủ mát quá em ơi kiều kiều. Kiếm nước thì em ơi. Mình cần được cái nhà. Anh em mình vẫn vui cho không khí vui nhộn chú anh chị. Thì cái nhà sau này thì để cho anh sẽ tự làm nghe cả nhà. Đó, cây cối còn xài được gì để mình thế mấy cây tre này. Hai mẹ con nói gì cười vui vậy? Rồi sao năm nay chú hỏi mới về tiếng này, ngồi xuống. Năm nay trời mưa nửa đêm có thức dậy không? Dạ có. Thức dậy làm cái gì? Mình quên hứng nước hả? Hứng nước hả? Bị năm nào cũng hứng nước chứ quen rồi phải không? Dạ. Năm nay là có nhà ở che mưa che nắng là hết sợ mưa rồi nha. Dạ. Gán làm phụ ba mẹ nha con. Dạ cũng được. Cô chú anh chị bên đây thì nửa dở bên đây luôn hả chị? Ừ dở đi chứ bên đây đâu cần thiết đâu. Cái làm cái nhà sau này để mình nấu ăn á, dở ra cho nhìn cái nhà cho nó đẹp nó sáng chút. Nhí là giám sát viên của Mạnh Thường Quân nè, xịt sót mấy lỗ bắt lọt xịt lại. Này nha anh Phương, thì cái căn nhà của anh hôm nay tôi xuống tôi nhìn thấy được cái nhóm anh em cụ lau vlog đó là cắt cho được thì là nó khá là khang trang đẹp rồi, nhưng mà ở đây thì thấy cũng muốn tạo điều kiện cho anh để an cư lập nghiệp thì anh bây giờ là cũng cho đổi luôn việc phần phía trước này, bởi vì Mạnh Thường Quân ủng hộ tiền nó cũng có giới hạn mà ngân sách của xã không phải lo mình anh lo rất là nhiều hộ. Tuy một hộ ví dụ dài 3 triệu 30 triệu mà cả xã mình mấy trăm hộ thì nó cướp tiền rất là lớn, như vậy là không thể nào mà tập trung một hộ được cho gia đình anh được, nhưng còn những hộ khác như vậy thì riêng về cái lĩnh vực của ủy ban á thì cũng trao đổi anh cái này có thể mình bỏ tiền thêm một phần nào đó để cống góp cho cùng anh em xây cả 2-3 cục gạch này, mình cái này mình đốt mình tráng làm xi măng luôn ha, mình tức là cái máy hiền này của chú anh chị thì mình xây thêm 2 cục gạch thì nó có nem đây nè, rồi bắt đầu mình đổ cát vô rồi mình đổ rồi mình tráng cái làm xi măng được rồi. Còn bên trong thì nãy giờ tôi cũng trao đổi với chủ em danh thì cái nhóm của lâu dung vlog đó thì riêng về ủy ban sẽ hỗ trợ cho cống góp cái phần căn nhà này với độ của địa phương thì cùng với chỗ nhóm anh em của lâu lóc là thì 4 triệu để nó cái nhà nền đất cho tuy là nó không giá cao lắm nhưng mà cũng sạch đẹp hơn cái hiện tại bây giờ. Dạ, đúng rồi. Lót gạch đi ha, gạch nhập nền luôn, như vậy thì chút xíu nó điện trở vô luôn. Còn cái anh thì cũng cố gắng phụ anh em mình được, anh em hỗ trợ bà con mình Quân ở bên ngoài hỗ trợ gì thôi, giờ mình gắng cố gắng ha. Thì bây giờ cái này thì tôi cuốn lên 2 cục gạch cho mình đổ mình chán đó nè. Cảm ơn danh quyền như Phương cái này thì tôi cho đổi mình. Cái này chắc chỗ danh nhóm trưởng của lâu lắm chắc cũng thống nhất vấn đề này ha. Dạ dạ chú, mình cùng chung tay thôi chứ nó thực sự đấy, ủy ban thì không có tiền kinh phí nhiều đâu. Dạ. Thì cả xã mình hộ nghèo hộ cận nghèo hộ khó khăn đầy, mà một hộ nó thật sự vài trăm ngàn thôi vận động nó mệt rồi, chứ nói một quả chỉ một vài triệu cả mình hiện tại giờ là hiện tại còn là 14 hộ nghèo, 74 hộ cận nghèo và 220 hộ khó khăn lắm. Mỗi một năm mà vận động quà không là mấy trăm hộ phần quà. Phải đơn giản, phải ngân sách của xã thì nó không đảm bảo, nên nhờ Mạnh Thường Quân bên ngoài hỗ trợ buồn nữa. Mà được anh em giống của lâu lắm cũng đồng hành, anh hai thật sự rất nhiều lần rồi. Thật sự rất là quý, cũng chia sẻ cho anh Thành Hai những hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp đặc biệt. Mình cũng rất chân thành, đại thay mặt cho tôi, cũng thay mặt cho đảng quỹ, rồi hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam của xã Thanh Hai,
cũng thay mặt cái gia đình cũng cảm ơn cái anh em của nhóm Cù Lao Vlog cũng như là cái nhà tài trợ cũng như hôm rồi đã ủng hộ căn nhà này, thì tôi thực hành cảm ơn. Cũng mong rằng trong thời gian tới thì Mạnh Thượng Quân cũng đồng hành cùng với An Thành 2 hỗ trợ thêm cho những cái hộ còn nhiều cái hoàn cảnh khó khăn nữa, để làm sao giảm bớt cái khó khăn cho địa phương. Thì tôi cũng lần nữa là cũng chân thành cảm ơn của anh em của nhóm Cù Lao Vlog thực hiện qua. Dạ. Giờ tới phần của anh chú thầy Lộc. Giờ này thì tổng cộng chi phí hết trơn luôn là 34.435.000 là luôn tiền công. Luôn tiền công đúng không? Ông riêng phần cái nhà là 28.438.000 35.000. À. Tiền công thợ 6 triệu. 6 triệu. Rồi. Để anh quay xong chưa? Ừ, anh quay quá. Ủa chú anh chị mình à. Không. Cái đó là quá đơn vật tư. Rồi, trời quá đơn vật tư 5 triệu anh kêu em lấy ra tiền đâu em bù khổ. Mình đưa trước rồi á. Thì đúng rồi, nhưng mà anh cũng phải cộng lại, tại vì cái tiền này mình bữa mình mua vật tư mình trả rồi. Đây là 5 triệu. Ủa chú anh chị mình thông cảm nha, vì anh không có quay cái bản hiệu của người ta được. 130.000. 130.000. 485.000. 22.485 lần này tiền gì à Lộc? Tiền sắt với Sài Gòn anh. Ton đồ này kia hết nhà luôn. Ton, sắt, Sài Gòn hết nhà luôn. Dạ. Là số tiền là 22.485.000. Rồi, qua. Còn đây là cái gì? Xi măng. Xi măng 375.000. Còn đây là 445.000. Là tiền như bát, bán lề, ốc. Bán lề, ốc vít. Ốc vít rồi. Rồi. Sẵn đông đủ người ở đây cô chú anh chị, hãy có chú Chỉnh với lại Nhận Lực và chủ tịch xã ăn gì chú Chỉnh là mình có chủ tịch xã với lại anh Hiệp là số đó dân nghèo. Nghiệp số đó dân nghèo. Rồi anh Nghiệp là trưởng ban, ủa anh Hiệp số đó dân nghèo, anh Nghiệp là trưởng ban dân. Còn anh này thì bí thư chi bộ Nam Phước, bí thư chi bộ. Dạ. Còn anh Tiên thì chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã. Đó, thì đây anh sẽ công bố danh sách của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho anh chị. Thì theo như đầu cái video anh có chia sẻ với mọi người á, là hoàn cảnh của anh với chị á, là được sự phân công của Mạnh Thường Quân, thì được sự chỉ định của cô chú anh chị là yêu cầu danh thứ nhất á, là đi xác minh, thứ hai nữa là cũng nhờ một chỗ bên chú Chỉnh hỗ trợ cái phần đất này thì có ra mà, thì đã mà gì của anh đúng không? Thì đã ký giấy cho tặng rồi cô chú anh chị cứ yên tâm ha. Thì phần đất này thì bây giờ thì sở hữu của hai vợ chồng anh. Đó thì những cái thủ tục đó coi như xong thì đó thì bắt đầu anh mới tiến hành là anh xây cái nhà. Thì cô chú anh chị mình á cũng thông cảm cho anh nha. Thì hoàn cảnh này là Mạnh Thường Quân yêu cầu thì kinh phí thì mình đã có sẵn rồi. Thì cho nên là anh sẽ làm chọn một cái bộ phim từ lúc mà mình đi xác minh, mình đi xanh đất rồi tới lúc cất nhà bàn giao số tiền của Mạnh Thường Quân luôn. Thì cái video nó hơi dài một xíu nha của chú anh chị. Thì đây sẵn đây em đọc cái danh sách của Mạnh Thường Quân mà để hỗ trợ anh với chị ha. Đầu tiên đó là Mạnh Thường Quân giấu tên ở quận 7 ủng hộ anh với chị là 5 triệu đồng. Mạnh Thường Quân thứ hai là cô Mai Phạm ở Mỹ ủng hộ cho anh với chị số tiền là 10 triệu đồng. Mạnh Thường Quân thứ ba đó là gia đình anh có pháp danh là Minh Quang ủng hộ gia đình anh với chị số tiền là 300 euro. Và một cái Mạnh Thường Quân cuối cùng là đại diện nhóm là anh Cương Lâm hiện đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Texas của nước Mỹ. Thì anh và cộng đồng ở bên đó ủng hộ anh với chị số tiền là 900 đô Mỹ ha. Thì lát nữa danh sẽ chiếu cái danh sách này lên nha cô chú anh chị. Và bên phần của anh Cương Lâm thì sẽ chiếu lên màn hình luôn, tại vì ảnh có chia sẻ là bạn bè của ảnh có một số người mình nói tiếng Việt người ta không hiểu, cho nên là mình phải chiếu cái danh sách này lên. Thì tổng cộng cái số tiền đó vừa tiền Mỹ vừa tiền Euro vừa tiền Việt em gom lại cho anh với cái số tiền là 45.110.000 đó. Thì sau cái chi phí cất nhà của mình đó là 34.435.000, còn lại bao nhiêu em sẽ gửi lại cho anh với chị để mình có thể san sẻ trong cái cuộc sống mình sẽ phụ giống như là mình chán cái nền trước nè.
nói như vậy lại cái phần gạch ở trong thì nó cũng không bao nhiêu nữa anh ha. Giờ thì bắt đầu anh sẽ tính tiền nhiều tư để trả cho Lộc, còn bao nhiêu sẽ gửi đây cho gia đình nha cô chú anh chị. Phần này là của anh nhóm anh Cương Phạm ở trước khó. Của em là còn lại nhiêu Lộc? 29.435.000. 29.435.000 đúng không? Đầu tiên anh gửi cho em 6 triệu đồng ha. Yeah. 5, 6, 7. Thế mà anh chồng cái này 10 triệu. Là 29 triệu rồi luôn tiền công á, trừ 6 triệu tiền công là còn 23.435.000 là tiền vật tư mua tôn đó, còn tiền cát đá của hổng lên đã trả chứ 5 triệu rồi. Rồi gửi cho em 23.500.000. Rồi đếm lại cho mình. Sẽ cho chú anh chị mình luôn là đô Mỹ thì anh đổi được 24.5, còn tiền Euro là em đổi được là 26.8 nha anh, tức là 100 đô được 2.680.000 á, còn đô Mỹ là 100 đô được 24.500.000, Euro nó mắc hơn tiền Mỹ đó. Thì vậy này xong hết rồi đúng không? Dạ, thì tiền vật tư tiền công thợ anh trả xong rồi cô chú anh chị, bao giờ mình còn lại số tiền anh cầm trên tay này, số tiền mà còn dư lại thì theo lời cầu của Mạnh Thường Vân anh gửi lại đây cho anh chị để xoay sở và vô trong cái nhà đó. Bây giờ em gửi cho anh ha. Cái này là 10 triệu anh. Đếm anh nè. Anh đếm tự nhiên. Đó em dắp lưỡi sao? Đúng không? 10.590.000 nha cô chú anh chị. Là số tiền mà CV mình xây nhà xong cũng như là bỏ ra. Rồi, anh chỉ có nói lời gửi tới Mạnh Thường Vân luôn ha. Bye bye nhé. Cảm ơn chính quyền địa phương hỗ trợ Mạnh Thường Vân trong ngoài nước rồi hỗ trợ được căn nhà, được một số tiền lo cho được căn nhà, vậy là cảm ơn Mạnh Thường Vân rất nhiều. Rồi bây giờ chú ở trong ngoài nước đã hỗ trợ cho được căn nhà thì cảm ơn rất nhiều. Em cũng chúc khỏe cô chú mạnh khỏe. Chuyển lời của những Mạnh Thường Vân gửi tới anh là những gia đình anh chị là chúc hai chồng hai đứa con có được nhiều sức khỏe và sẽ cố gắng làm để mình thoát đi cái cảnh nghèo anh ha. Bây giờ thì nhà cửa mình xong rồi, hết sợ dột rồi. Dạ. Đó thì giờ mình cố gắng mình làm ha để vươn lên anh ha. Năm nay Tết này khỏi sắm thao đúng không? Ừ, sắm thao nữa. Mưa không gặp đúng không? Đâu còn giọt đâu, sắm thao làm gì nữa. Cái thao chạy hứng cái đầy đi đổ vô hướng tiếp. Dạ. Nhiễu tùm lum. Thôi bây giờ cái hoàn cảnh gia đình hiện nay á, thì từ cái hộ cận nghèo mới thoát nghèo của năm 2023 thì tôi bây giờ cũng có cái chương trình của Đảng nhà nước quan tâm, tôi nói thêm nha. Dạ. Thì bây giờ hai ông bà gì suy nghĩ kỹ đây. Mình bây giờ có thể bây giờ có nhà cửa rồi, bây giờ không có chính sách cái hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo ba trong vòng 36 tháng, cho mình có chăn nuôi cái gì, trồng trọt cái gì, ví dụ vậy, mình suy nghĩ cho kỹ rồi mình đăng ký. Cái đó là hỗ trợ nhà nước, hỗ trợ cho 60% dân mình đối ứng 40%, mà mình đối ứng bằng có thể là đối ứng bằng vật tư, đối ứng bằng công sức ha. Còn cái nhà nước thì có thể là đầu tư cho con giống,
đó. Ví dụ như mua con bò 10 triệu thì nhà nước sẽ hỗ trợ 10 triệu, mình đối ứng 40% là cái gì? Đối ứng 40% là xây dựng chuồng trại, thức ăn, thuốc thú y là 40% của mình. Có như thế hôm nay thế cho mình lắm. Thì vậy thôi hai chồng suy nghĩ, có đất phần sau tôi thấy gom rồi còn như 3 mét phía sau còn dài lắm, có thể xây dựng chuồng trại chăn nuôi được để phát triển kinh tế gia đình. Hai chồng đốn mía xong dắt đọt mía về ông bó thì cũng thu được con bò, hai con bò. Vì trong khi đó nhà nước hỗ trợ cho mình nó dương lên rồi đó, nhà an cư lập nghiệp, bây giờ cho từng câu rồi bây giờ cho thêm cục mồi nữa đó, chỉ biết làm sao móc bắt được con cá thôi, thấy không? Như vậy là quá tốt đối với mình rồi. Cha mẹ gia đình anh em mình chưa lo được cho mình, nhưng xã hội lo cho mình được, mình phải có suy nghĩ vươn lên để mình làm được. Tôi không mong rằng là anh em mới giúp đỡ anh em tụi tôi ra đâu, có ăn không cần giúp đỡ tụi tôi đây đâu, mong làm sao anh giúp đỡ cho những người khác khó khăn hơn anh thì tốt rồi ha. Tôi mong muốn như vậy. Nói rồi thôi hai chồng suy nghĩ nha, thì chắc cái vài bữa đây thì có cái kế hoạch của xã sẽ đi từng ấp, tôi có mời trong đó với gia đình mình ha, rồi để mình đăng ký cái gì con nuôi con gì trồng cái gì ha, rồi lúc đó mình đăng ký cái đó là giúp đỡ, là kể mình cuộc sống cho nó vươn lên thẳng luôn, chứ không để nè như thế này rồi nó nằm lại đó rồi cũng chập xùi nữa cũng khó ha. Mình suy nghĩ mình cố gắng vươn lên, rồi tôi có mấy ý gì thôi đó. Thì bây giờ giống như là chỗ che mưa che nắng mình có rồi, giờ điều kiện phát triển mình cũng có, thì em hy vọng là biết đâu một ngày nào đó em quay trở lại đây thì em hy vọng là cuộc sống anh với chị sẽ khá hơn hiện tại bây giờ. Có tiền anh em được là Mạnh Thường Quân hỗ trợ ủng hộ, còn lại bằng tiền dư đó. Ngoài ra còn ủy ban, đảng ủy ủy ban hỗ trợ 4 triệu đó, tôi không đưa cho anh mà tôi trực tiếp đưa cho anh ha. Như vậy thì ở đây là mình cuốn cái này tranh thủ làm cho xong luôn, làm cho xong luôn chứ không bỏ giữa chừng ha. Cũng như anh em nói nãy giờ, làm thì làm cho xong luôn chứ sợ thầy gì đó, rồi mình bỏ tiền phụ vô, mình làm phụ vô cái này cho nó xong, lót luôn vạch đó luôn ha. Bữa nay thì tôi thì nó thật sự nói tôi rảnh dắt nào tôi đi dắt đó, tôi không ấn định cái thời gian đâu, tôi là lạc kẹt lắm, tôi đi dữ lắm, tôi phó chủ tịch ủy ban xã chứ không phải người ta, tôi nhớ chỗ nào là tôi đi chỗ đó thôi, tôi không cần thông báo trước ha. Như vậy thì cái chỗ nhà tôi kiểm tra bất cứ lúc nào. Nói như vậy thì bây giờ cố gắng mình làm từ 3-4 ngày trở lại đây cho nó xong, cái này đâu có như đâu, đào đất đổ vô rồi dầm cho nó dẻ xuống rồi đổ ít cát, hết tráng cái nào xi măng là nó đẹp thôi. Ở chỗ thì như hai ông thôi, là ngày là ngồi tráng chổng. Ngày nữa đi. Này là dễ mà. Cái này mình xây lên hai cục gạch. Giờ hồi nãy mình còn 10 triệu mấy đúng không? 10 triệu 900 hả? 10 triệu 590 ngàn. Dạ. 10 triệu 590 ngàn, trong khi đó là tôi sẽ đưa chỗ danh thêm 4 triệu đảng ủy ban hỗ trợ cho gia đình anh, mà tôi không đưa trực tiếp anh, tôi đưa chỗ danh để danh giữ đó, để sau này trao cho anh. Như vậy thì bây giờ á là anh khi lên còn 14 triệu. Trong đó danh phải còn trả tiền gạch nữa. Tiền gạch cho Mạnh Thường Quân chỗ ấy, chỗ gạch chỗ thật sao chỗ khăn hả? Gạch còn danh phải còn trả tiền gạch nữa. Gạch xi măng nữa, rồi 150 cục gạch nữa. Anh chỉ còn có gạch công nữa thôi, trả tiền công hai thợ thì ngày có nhiêu cũng 300 cái gì. Phải không? 300 cu ly gì đó, thợ gì đó thì mình làm cho nó rồi sớm. Sớm càng sớm. Ừ, cái này là nó xong rồi. Rồi luôn đi rồi hả anh hả, đi bằng làm cho xong đi làm ha. Bây giờ vậy ha. Để anh em ta đi kiểm tra rồi nọ mình. Tôi chỉ nói vậy đó, tôi đi kiểm tra bất cứ lúc nào. Cái nhóm trưởng của cù lao Dung Quy Lấp thì với góc độ của đảng ủy ban hỗ trợ cùng chung tay với cái nhóm là hỗ trợ cho cái căn nhà của anh Phương về thêm 4 triệu nữa. Chúc mời nhận dùm. Dạ rồi. Cảm ơn rất nhiều nha. Dạ, cảm ơn chú với mấy anh em trong cơ quan đã đồng hành cùng tụi con trong thời gian vừa qua để xây căn nhà cho anh Phương. Bây giờ 4 triệu này gạch của mình đó là 85.000 mét, 80.000 mét là 40 mét là nó 3.2 triệu, bao nhiêu 10 bao xi măng đó Lộc, 10 bao xi măng với thêm 150 viên gạch nữa, đó là em tính là nhiêu Lộc, nếu mà 3.950 triệu đúng không? Trong thêm 150 viên gạch nữa. 180.000 viên gạch 130.000. Thôi để em bù cho anh 130.000 nữa, lát em ghé ăn đi tư em trả. Rồi. Cũng sao. Cố gắng nha, hai vợ chồng làm sao nuôi hai con bò nữa được rồi.
Còn anh tặng cho em cái phong bì không nha. Các có tiền. Coi như là 4 triệu 130 ngàn của chú anh chị. Là đây 4 triệu rồi anh bù thêm 130 ngàn nữa. À, để trả tiền nhật tư cho anh. Đó là giống như là mình còn trong thảo này kia là mình lo nha. Trong thảo anh lo nha. Trong thảo thì cũng rẻ mà, không gì đâu. Dạ. Bên Lộc á là mai đi Đồng Tháp khởi công nhà mới rồi. Là không thôi là em làm cho anh đó. Không thôi là Lộc làm cho anh luôn. Cái nhà mà lựa tên thầu cũng ngon lành đúng không? Tên Lộc đàng hoàng. Không. Tại vì kẹt công trình nên là em tạm ngưng tại đây. Phải Lộc không đi Đồng Tháp là Lộc làm cho anh luôn rồi. Tại vì 29 em khởi công mà 28 em phải chuyển đồ đi. Rồi sao chị thấy sao? Chị thấy thì là Lộc làm cái nhà chị thấy sao? Làm được, làm tới không nghỉ trưa. À, vậy hả? Làm không nghỉ trưa mà ăn cơm làm liền mà. Dạ. Đây mát. Nhờ được mấy cái chày. Bởi vậy đây mát á, mình nắng là làm cũng căng lắm. Bỏ tiền lại, bạn đi ngang đó trả luôn. Cũng thay mặt đảng ủy ban cảm ơn anh em nhóm dạ. Cù Lao Vlog ha. Dạ. Rồi. Chủ nhà thì cũng có nói rồi đó. Cố gắng là có nhà khang trang này. Cố gắng làm ăn phát triển lên. Sắp tới thì nhà nước cũng có cái chính sách gì đó, mình nghiên cứu mình hỗ trợ đăng ký mình làm để làm sao mà mình phấn đấu đi lên cho nó thoát nghèo bền vững. Thì giờ chỗ ăn chỗ ở tất cả mọi thứ này có mọi người chung tay vô lo hết rồi. Giờ mình bạn chẳng muốn mất thêm vì nhiều đúng mía đó như chú Chỉnh nói đó, mình đọc mía và cắt cỏ gì thêm đó. Mình phụ vô những cỏ gì nó cũng có trời ơi, bò cỏ gì nó ăn được. Thì đây là cái danh sách của nhóm anh Cương Lâm ở tiểu bang Texas của nước Mỹ nha cô chú anh chị. Do cái lý do là có mấy anh tên dưới cuối nè, anh không có biết tiếng Việt cho nên anh quay full cái màn hình cho anh và bạn bè của anh được nắm luôn nha anh Cương ơi. Đây, Danh cũng thay mặt anh em, thay mặt chỗ anh Phương, thay mặt chỗ chính quyền địa phương một lần nữa cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đồng quân trong nước cũng như ngoài nước đã có một cái tấm lòng thiện nguyện để giúp anh Phương có được một cái ngôi nhà che mưa che nắng của chú chị. Cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng anh em Cù Lao Dung để có thể giao việc cho anh em làm, để có thể làm người kết nối để tiếp sức cho bà con thuộc địa bàn huyện Cù Lao Dung như của chú anh chị. Em cảm ơn anh Cương đã gửi tiền xăng cộ cho mấy anh em mấy ngày qua. Em cũng theo mặt anh em cảm ơn anh Cương gửi cho anh em là 120 đô nha cô chú anh chị. Thì cuối video thì Danh xin chúc tất cả các mạnh thường quân có thật nhiều sức khỏe và làm tài. Cù Lao Dung Vlog xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye.